Xin chào, Vinh đã trở lại chương trình của ngày hôm nay. Chương trình được premiering trực tiếp cho lúc 7 giờ sáng và 5 giờ chiều. Trở lại bản tin đầu tiên. Trở lại bản tin đầu tiên cập nhật sự kiện anh trai của Joe Biden, đó là James Biden, đã phủ nhận sự tham gia của Biden trong các giao dịch kinh doanh. Chuyện này đương nhiên là phủ nhận rồi. Có ai mà chấp nhận đâu. Ngày 21 tháng 2, doanh nhân James Biden, em trai của Joe Biden, đã nói trong một phiên điều trần kín trước nhà điều tra đàng hoàng của Hạ viện rằng ông Joe Biden không liên quan đến giao dịch kinh doanh của ông James Biden. Cái buổi lấy lời khai diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với cuộc điều tra đàng hoàng của Joe Biden tại đảng Cộng Hòa tại cái Hạ viện. Sau khi một nhân chứng quan trọng trong cuộc điều tra bị cái biện lý đặc biệt buộc tội là nói dối về vai trò của bị cáo, và bị cáo buộc là ông Biden và con trai của ông là Hunter Biden trong một công ty năng lượng Burisma của đất nước Ukraine. Ông Biden năm nay 74 tuổi đã được đưa ra nhận xét trước cái ủy ban tư pháp của Hạ viện, cơ quan đang trợ giúp cho cuộc điều tra đàng hoàng của Biden. James Biden là em trai nha quý vị. Trong những phát hiện trước đây, cái đảng Cộng Hòa đã buộc em trai của Tổng thống Biden được hưởng lợi từ các giao dịch kinh doanh của ông Hunter Biden, kiếm khoảng 360.000 đô la trong ít nhất một trường hợp được biện danh. Sự phát hiện này được đưa ra trong một phần của cuộc điều tra lớn của đảng Cộng Hòa lãnh đạo về các cáo buộc về việc gia đình của đệ nhất này và có thể là bản thân Tổng thống đang rao bán sự ảnh hưởng. Nhưng trong cái lời khai mở đầu trước cái ủy ban, ông Biden đã khẳng định rằng suốt cái sự nghiệp kéo dài hàng thập niên của mình, ông Joe Biden chưa bao giờ tham gia. Tôi đã có 50 năm sự nghiệp trong nhiều dự án kinh doanh khác nhau, ông James Biden nói trong lời khai mà Fox News đã thu thập được. Ông Joe Biden chưa bao giờ có bất kỳ liên quan hay lợi ích tài chính trực tiếp hoặc là gián tiếp nào đến các hoạt động, không hề có. Ông James Biden nói với ủy ban này, ông chưa bao giờ tìm cách để lôi kéo anh trai của mình vào những giao dịch kinh doanh của ông. Sự chính trực và cá tính cá nhân của anh trai ông cũng như đạo đức vững vàng của chính ông ấy. Rất đạo đức. Đến nỗi mà cháu nội của mình cũng không nhận để con trai của mình đâm cái đơn kiện. Tôi chưa bao giờ yêu cầu anh trai tôi thực hiện bất kỳ hành động chính thức nào thay mặt cho tôi, Các đối tác kinh doanh của tôi hoặc là bất kỳ ai khác. Ông Biden nói, là ông James Biden, trong mọi dự án kinh doanh mà tôi tham gia, tôi đều dựa vào tài năng, óc phán đoán, kỹ năng và các mối quan hệ cá nhân của chính mình, và không bao giờ dựa trên thân thế của em trai, đó là Joe Biden. Những người đã nói hoặc nghĩ khác đều là hiểu lầm, thiếu hiểu biết hoặc là nói dối trắng trợn. Kết thúc của lời khai mở đầu thì James Biden nói, thật khó để công khai cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của tôi trước sự giám sát gắt gao của công chúng như vậy. Nhưng tôi đang làm thế để tuân thủ trong cuộc điều tra của ủy ban và tôi không có gì để giấu. Sự xuất hiện của tôi ngày hôm nay, các ủy ban sẽ có thông tin kết luận rằng những giả định tiêu cực mang tính phá hoại về tôi và mối quan hệ với anh trai của tôi là Joe Biden là hoàn toàn sai. James Biden cũng kêu gọi đảng Cộng Hòa kết thúc cuộc điều tra đàng hoàng của anh trai ông và nói rằng không có cơ sở cuộc điều tra này tiếp tục. Cái đảng Cộng Hòa rời cái phiên điều trần mà không đi sâu nhiều vào những gì họ phát hiện được, nhưng cho rằng câu trả lời của Biden là còn thiếu sót. Một phóng viên đã hỏi Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện James Jordan, liệu ông có nghĩ James Biden đang nói dối về sự liên quan đến Tổng thống trong việc kinh doanh của ông ta hay không? Ông ấy chắc chắn đã nói một số có điều khiến quý vị tự hỏi. Liệu ông ấy có dễ dàng quên mất những điều đó hay không? Ông Jordan nói, mặc dù ông không nói rõ, nhưng một số câu trả lời chúng tôi nhận được không có nhiều cái ý nghĩa. Một phần, cái cơ sở để bắt đầu cho cuộc điều tra đó là gần một năm trước, với một tài liệu người cung cấp thông tin cho FBI đã tuyên bố rằng công ty năng lượng Ukraine Burisma Holding đã thuê ông Hunter Biden là con trai của ông Joe Biden làm thành viên hội đồng quản trị để bảo vệ công ty. Thông qua cha của ông ấy, khỏi mọi loại vấn đề,
Burisma đã trao 5 triệu đô la cho mỗi người nhà của Biden. Thông tin này, trong đó một số có tiết lộ bí mật, đến từ Alexander Smirnov, một người cung cấp thông tin cho FBI, người đã được cơ quan này biết đến và đáng tin cậy, tính cho đến lúc đó. Cái đảng Cộng hòa khẳng định cái tài liệu này là hợp pháp và nguồn của nó là đáng tin cậy. Điều đó đã sụp đổ giữa tháng 2, sau khi ông Smirnov bị bắt và buộc tội cung cấp thông tin sai lệch về giao dịch kinh doanh Ukraine của gia đình Biden. Cũng có cáo buộc rằng đặc vụ của Nga liên quan. Những thành viên của đảng Cộng hòa dẫn dắt cái cuộc điều tra đã hạ thấp cái mức độ liên quan của những cáo buộc này. Những thành viên của đảng dân, thành viên cao cấp của ban giám sát Hạ viện đảng Dân Chủ là nói rằng là chúng ta thật sự kết thúc không chính thức của cuộc điều tra. Cái bản ghi âm phiên điều trần kính của James Biden có thể được công bố cho công chúng trong vài tuần tới. Đó là cập nhật đầu tiên. Và đó là bản tin. Và đó là những gì mà chúng ta nhận được cho tới ngày hôm nay. Với việc tự suy nghĩ về điều này, thật sự tôi cũng không có cái căm mình vào đâu cả. Một lần nữa welcome tất cả các quý khán thính giả trở lại chương trình của ngày hôm nay. Chương trình được premiering trực tiếp vào lúc 7 giờ sáng và 5 giờ chiều. Những bản tin liên quan đến nước Mỹ, những bản tin liên quan đến nhiều thứ khác nhau. Về kinh tế, về thị trường chứng khoán. Trở lại Tổng thống Trump. Rất là nhiều những câu chuyện liên quan đến Tổng thống Trump. Và đặc biệt hơn nữa là xung quanh cái câu hỏi ai sẽ là ứng cử viên phó tổng thống của ông Trump. Tổng thống Trump là ứng cử viên hàng đầu đề cử cho Tổng thống Đảng Cộng Hòa vào năm 2024. Đã tiết lộ trong trường này rằng có ít nhất 6 người trong danh sách ứng cử viên phó tổng thống của ông. Ông Trump nhấn mạnh rằng tất cả đều đáng tin cậy. Trong tuần này, tại Nam Carolina, Tổng thống Trump đã tham gia sự kiện do Ingram Engel của Fox News Channel tổ chức để thảo luận về cuộc bỏ phiếu Nam Carolina. Được diễn ra vào cái thứ Bảy tuần trước của đảng Cộng Hòa. Khi người dẫn chương trình hỏi 6 người có khả năng tranh cử phó tổng thống của ông Trump xác nhận tất cả họ đều nằm trong danh sách rút gọn của ông. Các ứng cử viên đã được xác nhận của ông Trump bao gồm thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ Nam Carolina Tim Scott, thống đốc Florida Ron DeSantis, doanh nhân công nghệ sinh học Vivek, thống đốc bang Nam Carolina Kristen Noem và đại diện Florida Brian Donald, và kể cả luôn cựu đại diện của Hawaii Tulsi Gabbard. Ông Trump nói với người dẫn chương trình của Fox News rằng thành thật mà nói những người này đều tốt, họ đều xuất sắc và tất cả đều đáng tin cậy. Danh sách gồm 3 cựu ứng cử viên tổng thống của 2024, đó là Scott, Ron DeSantis và Vivek. Điều đáng ngạc nhiên là nhiều tháng chỉ trích lẫn nhau giữa Trump và DeSantis, ông Trump lại quan tâm đến việc liên minh với đối thủ cũ của mình. Ông DeSantis tuyên bố kết thúc chiến dịch tranh cử của tổng thống vào tháng trước cuộc bầu cử sơ bộ tại New Hampshire và đã tuyên bố ủng hộ cho ông Trump. Đáp lại, ông Trump cho biết biệt danh mà ông đặt cho DeSantis đã chính thức nghỉ hưu và tuyên bố đối thủ của ông là một người tuyệt vời. Một sự lựa chọn khá ngạc nhiên khác là bà Gabbard. Bà này ban đầu là một thành viên của đảng Dân Chủ ôn hòa, người giữ cái quan điểm bảo thủ về phá thai và quyền LGBT cộng. 2022, bà rời đảng Dân Chủ và đăng ký hoạt động độc lập. Bà Gabbard là ứng cử viên tổng thống của 2020, là một trong 3 đảng nghị sĩ của đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu chống luận tội ông Trump vào 2019. Bà thậm chí còn được tham dự Hội đồng Chính trị Bảo thủ CPAC 2022 với tư cách là một diễn giả khách mời. Tổng thống Trump cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với Tim Scott, người đã tham gia sự kiện của ông vào ngày thứ Ba, 20 tháng 2, và nói rằng ông ấy tốt đối với tôi hơn nhiều so với bản thân của mình. Tổng thống Trump nói rằng chiến dịch tranh cử của ông ấy và ông không thích nghe nói gì bản thân, nhưng trời ơi, ông ấy đã nói về Trump. Ông Trump chưa cho biết khi nào ông sẽ công bố người đồng hành tranh cử của ai, của ông. Nhưng ông cho biết rằng ông muốn một người bạn tranh cử có thể giúp từ quan điểm của cử tri.
Và ông muốn biết một người bạn tranh cử về biên giới, vấn đề về xe điện và đương nhiên những vấn đề như là lãi suất cao vân vân. Nhưng mà tôi thì tôi vẫn banking vào ông Gray Abbott quý vị. Mặc dù Tổng thống Trump có nhiều sự tuyên bố nhưng mà tôi vẫn banking vào ông Gray Abbott rất nhiều. Ok, welcome một lần nữa tất cả các quý khán thính giả đã trở lại chương trình. Trở lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay và trở lại cập nhật sự kiện liên quan đến cuộc bầu cử tại tiểu bang South Carolina. Những cái điểm nổi bật khi ông Trump đối đầu với bà Haley trong cuộc bầu cử sơ bộ của South Carolina. Cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa tại South Carolina không chỉ là một cuộc tranh cử để giành tổng thống lần thứ tư của 2024 mà là còn đối đầu giữa ông Trump và người appointed của ông đó là Nikki Haley. Tổng thống Trump nắm giữ cái lợi thế dẫn đầu trong cuộc thăm dò tại South Carolina dẫn trước bà Haley với 65% so với 32% cái mức trung bình của các cuộc thăm dò gần đây do 538 báo cáo. Cái mức chênh lệch đó đã thay đổi rất ít kể từ đầu năm. Mặc dù bà Haley đã hai lần được bầu làm thống đốc của tiểu bang South Carolina, nhưng bà chưa bao giờ được lòng giới quyền quý của đảng Cộng Hòa của tiểu bang. Một số lượng quan chức dân cử của đảng Cộng Hòa tại South Carolina đã tiến cử đối thủ của bà. Những quan chức này bao gồm thống đốc Henry McMaster, phó thống đốc Pam Evett, tổng trưởng lý Alan Wilson. Hai thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa đó là Tim Scott và Lindsey Graham và kể cả luôn dân biểu Nancy Mace cũng tiến cử ông Trump. Dân biểu Grab Norman Cộng Hòa South Carolina là người nghị sĩ đương nhiệm duy nhất của Hạ viện Hoa Kỳ tiến cử bà Haley. Khi Tổng thống Trump được đánh giá cao sẽ giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử của ngày 24 tháng 2 sắp tới. Ngày 24 tháng 2, tức là ngày thứ bảy tuần này, thì cuộc bầu cử này đầy hứa hẹn sẽ tiết lộ những thông tin về ứng cử viên mà toàn bộ cử tri có thể bắt đầu những cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 sắp tới. Đây là những gì mà chúng ta theo dõi cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của Đảng Cộng Hòa 2024 được tổ chức tại miền Nam. Trong cuộc bầu cử sơ bộ, Tổng thống bên Đảng Dân Chủ South Carolina ngày 3 tháng 2, số cử tri đi bỏ phiếu đạt mức thấp. Nguyên nhân có thể là Joe Biden hầu như không có đối thủ trên lá phiếu. Mặc dù các cuộc thăm dò cho thấy Tổng thống Trump sẽ giành chiến thắng vang dội, nhưng sự quan tâm của cử tri đối với cuộc đua của đảng Cộng Hòa vẫn rất sôi nổi, bằng chứng là tỷ lệ bỏ phiếu sớm. Việc bỏ phiếu sớm cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa tại South Carolina được phép được thực hiện từ ngày 12 tháng 2 cho đến ngày 22 tháng 2, và tổng số người được tham gia công bố hàng ngày. Tổng số sớm nhất tiết lộ rằng cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của đảng Cộng Hòa South Carolina đã thu hút được nhiều người tham gia hơn cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ trước đó trong tháng. Không phải chỉ là một chênh lệch nhỏ. Ủy ban bầu cử của South Carolina đã ghi nhận 95.012 phiếu bầu đến trước ngày 17 tháng 2. Ngày thứ năm của đợt bỏ phiếu sớm, con số này cao gấp đôi so với 48.213 phiếu được ghi nhận trong toàn bộ cái thời gian bỏ phiếu sớm cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của đảng Dân Chủ từ ngày 22 tháng 1 cho đến ngày 22 tháng 2. Việc bỏ phiếu sớm trong cuộc tranh cử của đảng Cộng Hòa đang trên đà làm lưu mờ tổng số phiếu bầu trong toàn bộ cuộc tranh cử của đảng Dân Chủ, khoảng 132.000 cái lá phiếu. Hơn 745.000 người đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa vào 2016 tại tiểu bang này. Cái năm cuối cùng một cuộc đua tổng thống xảy ra chuyện đối đầu như vậy. Cái số cử tri bỏ phiếu sớm báo hiệu sự quan tâm mạnh mẽ đến cuộc đua giữa ông Trump và bà Haley, bất kể Tổng thống Trump đang dẫn trước tỷ lệ 2-1 trong cuộc thăm dò. Cuộc bầu cử sơ bộ của South Carolina có thể là phép thử ban đầu để thu hút của Tổng thống Trump đối với những người Mỹ gốc Phi, nhóm dân số mà ông đang tìm cách có được trong cái chu kỳ bầu cử này. Một số cuộc khảo sát gần đây cho thấy sự ủng hộ dành cho cựu Tổng thống Trump đang gia tăng ở người Mỹ gốc Phi. 17% cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ông, trong khi đó cuộc khảo sát ngày 12 tháng 12 của 2023 của Gen Forward cho thấy 20% cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho người khác ngoài ứng cử viên của hai đảng chính. Cuộc thăm dò
Do tờ báo New York Times và Siena College thực hiện vào tháng 11 của 2023 cho thấy 22% cử tri người Mỹ gốc Phi châu ở 6 tiểu bang chiến địa cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Trump vào 2024. Ông Trump sẽ là nhân vật chính tại các dạ tiệc của Liên đoàn Bảo tồn truyền thống người Mỹ gốc Phi ở thủ phủ Columbia, South Carolina ngày 23 tháng 2 trước ngày cuộc bầu cử sơ bộ của tiểu bang. Pew Research, số cử tri người Mỹ gốc Phi đủ điều kiện bỏ phiếu lên tới 34.4 triệu vào tháng 11, chiếm 14% tổng cử tri đủ điều kiện ở mức cao vô kỷ lục. Cuộc bầu cử sơ bộ này được tiến hành một tiểu bang 29% ghi danh là người Mỹ gốc Phi sẽ là một phép thử sớm trong cái thực tế và thu hút của Tổng thống Trump đối với những cử tri của nhóm này. Các cuộc bầu cử sơ bộ của South Carolina có hình thức bỏ phiếu mở, có nghĩa là cử tri không cần phải ghi danh với một đảng chính trị để có thể tham gia bỏ phiếu cuộc bầu cử sơ bộ của tiểu bang này. Được biết một số cử tri trung thành với đảng Dân Chủ dự tính tham gia cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa năm nay để bỏ phiếu cho bà Nikki Haley nhằm để chống Trump. Tôi nghe rất nhiều người nói như vậy, đặc biệt là nữ giới da trắng ngoại ô. Bà Moore, chủ tịch đảng Dân Chủ quận Richland nói với tờ báo The Epoch Times, rất khó để thuyết phục mọi người đừng làm thế. Ông Bert nói với tờ báo The Epoch Times, tôi nghĩ sẽ có việc bỏ phiếu chéo trong cuộc bầu cử sơ bộ của năm nay. Ông Bert đến từ thủ phủ Columbia là cố vấn cao cấp của chi hội Central Midland của đảng Dân Chủ trẻ South Carolina. Ông cho biết sự hiện diện của Tổng thống Trump trong cuộc đua này đã khiến một số người áp dụng điều mà ông gọi là một chiến lược biến đổi cái lá phiếu của họ. Ông Bert nói, tôi biết một số lượng đáng kể. Những người sẽ làm theo những gì họ cảm nhận. Họ có sự cảm nhận rằng họ không bầu cho ông Trump. Họ phải không bầu cho ông Trump. Một nỗ lực tương tự tại New Hampshire dường như cũng củng cố thành tích của bà Haley. Bà về đích với 43% phiếu bầu, cao hơn 9 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò trước cuộc bầu cử. Bất kể gì bỏ phiếu chéo tăng vọt ở New Hampshire, các nhà lãnh đạo của hai đảng đều cho biết họ không tin rằng gì bỏ phiếu chéo sẽ tạo ra tác động đáng kể nào tại South Carolina, bà Moore nói. Không có đủ số cử tri bỏ phiếu chéo để thay đổi tình hình. Đáng kể đến mức có thể đo lường được. Tôi nghĩ chúng tôi nhận thấy được điều đó ở New Hampshire. Về phần mình, đảng Cộng Hòa dường như không lo ngại gì những cảnh nhóm cử tri bỏ phiếu chéo ảnh hưởng đến kết quả sơ bộ của họ. Tổng trưởng lý của tiểu bang South Carolina cho rằng những đảng cử tri đảng Dân Chủ sẽ rất ít bỏ phiếu chéo trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa. Ít nhưng con số nhiều. Nó cũng thay đổi vậy. Đây là một khu vực rất khác bởi vì điều lệ khác ở thời điểm và cách thức mà quý vị có thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của Tổng thống. Ông Wilson nói với tờ báo Epoch Times. Tôi nghĩ quý vị sẽ thấy một số cử tri độc lập ủng hộ cho Tổng thống Trump. Nhưng tôi nghĩ đại đa số đảng Cộng Hòa South Carolina sẽ tiếp tục ủng hộ cho ông Trump. Theo các cuộc thăm dò trước cuộc bầu cử, bà Haley có thể thua ông Trump với mức 2 con số tại tiểu bang quê nhà của bà. Những gì bà làm tiếp theo để quyết định liệu cuộc tranh cử đề dự của đảng Cộng Hòa có thể tiếp tục vào mùa xuân hay không. Dự đoán của tôi lúc này là 18 tiếng sau khi kết quả South Carolina, bà Haley sẽ rời cuộc đua. Người ta không thể tiếp tục, thượng nghị sĩ Ted Cruz nói trong chương trình của Fox News. Tuy nhiên, gần đây nhất ngày 18 tháng 2, bà Haley cam kết sẽ tiếp tục tham gia cuộc bỏ phiếu bất kể kết quả ra sao. Mặc cho việc bà ngày càng bị bỏ xa hơn, một cột mốc quan trọng tiếp theo của South Carolina sẽ là ngày Super Tuesday, tức vào ngày 5 tháng 3 khi 15 cái tiểu bang sẽ đồng loạt tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ, chào 850 đại biểu đến tham dự đại hội đề cử của đảng Cộng Hòa. Trong các cuộc bầu cử sơ bộ trước đây, bà Haley đã giành được 18 trong 62 đại biểu của Tổng thống Trump. Một ứng cử viên phải đạt được 1.215 cái phiếu đại biểu để giành được sự đề cử. Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa này sẽ được bầu bởi các đại biểu từ tiểu bang tại những đại hội đề cử của đảng, dự kiến diễn ra ngày 15 cho đến ngày 18 tháng 7 tại Milwaukee của Wisconsin. Hầu hết các đại biểu được trao cho một số cái phiếu bầu phổ thông trong cuộc bầu cử sơ bộ,
mặc dù công thức có thể khác nhau tùy theo từng cái tiểu bang. Theo cách của South Carolina, trao cho các đại biểu bà Haley phải giành được số phiếu bầu cao nhất tại ít nhất một trong bảy cái địa hạt bầu cử của Quốc hội ở tiểu bang để nhận được bất kỳ đại biểu nào. Nếu không thì ông Trump sẽ nhận được 50 cái đại biểu. Tính luôn Super Tuesday, tổng cộng sẽ có 1.170 cái đại biểu sẽ được lựa chọn trong một loạt cuộc bầu cử sơ bộ vào đầu tháng 3. Nếu bà Haley không giành được cái số lượng đáng kể của đại biểu quốc hội, đại hội, trong cuộc tranh cử đó thì ông Trump sẽ giành được đề cử của đảng Cộng Hòa và hoàn toàn kết thúc cuộc đua này. Và welcome một lần nữa tất cả các quý khán thính giả đã trở lại chương trình của ngày hôm nay, và chúng tôi sẽ premiering trực tiếp cái chương trình vào lúc 7 giờ sáng và 5 giờ chiều. Bây giờ chúng ta trở lại một số cái bản tin khác, kính thưa quý vị. Bây giờ chúng ta trở về bản tin gì đấy? Chắc chúng ta trở về một số cái bản tin tin gì đây, kính thưa quý vị? Dù gì đây? Một kẻ độc tài Vladimir Putin đã chính thức tặng một chiếc ô tô cho ông Kim Jong-un. Đây là bản tin của thế giới. Kẻ độc tài Putin đã tặng cho Chủ tịch Kim một chiếc xe do Nga sản xuất. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên ngày 20 tháng 2 đưa tin chiếc ô tô do Tổng thống Vladimir Putin tặng cho Kim Jong-un được Nga chuyển cho bà Kim Jong-un cùng với bí thư của Đảng Lao động Triều Tiên Park Jo-chon ngày 18 tháng 2. Bà Kim Jo-chon đã thay mặt anh trai gửi lời cảm ơn đến Putin. KCNA không nói rõ liệu phía Nga đã vận chuyển ô tô đến Triều Tiên như thế nào. Món quà là sự minh chứng rõ ràng cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai lãnh đạo, cũng minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp nhất. Ông Kim Jong-un được cho là sở hữu bộ sưu tập gồm nhiều dòng xe hơi khác nhau. Trong tháng 9 năm ngoái, trong chuyến đi thăm của Nga, ông Kim Jong-un di chuyển bằng cái đoàn tàu bọc thép và chiếc limousine. Tại đây, ông cũng ngồi trải nghiệm chiếc Ares Senet của Tổng thống Putin. Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap cho biết cái món quà của Putin tặng cho Kim Jong-un có thể vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là cấm cung cấp hàng xa xỉ, trong đó ô tô, cho Triều Tiên. Bây giờ làm gì giờ? Nga mà nó còn đánh chiếm cả cái Ukraine mà nó sợ vấn đề vi phạm này sao? Theo KCNA, chiếc ô tô của ông Tổng thống Nga tặng cho Triều Tiên là món quà sử dụng cho mục đích cá nhân. Quan hệ của Nga-Triều thời gian qua đã tiếp tục tăng cường với thời của Biden. Hai nước gần đây tăng cường của chuyến giao ngoại giao, chuyến thăm cao cấp. Bộ trưởng Quốc phòng Nga hồi tháng 7 của năm ngoái thăm Triều Tiên. Hai tháng sau, Vladimir Putin có tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Kim Jong-un. Hồi tháng 12 của 2023, Tổng tham mưu trưởng của Nga nói cái tiến trình hướng tới sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Cộng và Ấn Độ đang tiếp tục cho hợp tác toàn diện tích cực với Triều Tiên đã được thiết lập. Mỹ cho biết Nga có thể giúp Triều Tiên né tránh cái lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, đặc biệt trong các chương trình tên lửa đạn đạo và kỹ thuật hàng không vũ trụ. Điện Kremlin cho rằng cáo buộc này là vô căn cứ. Mỹ và đồng minh cũng bày tỏ lo ngại ông Kim Jong-un có thể cung cấp vũ khí và đạn dược cho Nga trong bối cảnh Moscow đang tiến hành cuộc chiến của Ukraine. Các nhà lập pháp của Hàn Quốc cho biết Nga sẽ giúp Triều Tiên phóng thành công cái vệ tinh trinh sát vào tháng 11 của năm ngoái. Khi đó tiếp ông Kim Jong-un tại Nga hồi tháng 9, ông Putin đã ca ngợi việc tăng cường hợp tác và tình hữu nghị giữa hai nước, nêu khả năng hợp tác kỹ thuật và quân sự của Triều Tiên vẫn tuân thủ theo các hạn chế quốc tế. Phát ngôn viên của Điện Kremlin sau đó Nga và Triều Tiên sẽ có tiềm năng hợp tác về vũ trụ. Những kẻ độc tài nó thích chơi chung với nhau, nhưng mà nó rất khoái xài hàng của tư bản. Nhưng không sao, hàng này là hàng tặng đến từ Nga thì nó cũng khác hoàn toàn với hàng của tư bản. Nhưng mà Kim Jong-un nổi bật là vì ông ta nhận rất là nhiều những cái tài sản đến từ tư bản chủ nghĩa. Và welcome một lần nữa tất cả các quý khán thính giả đã trở lại chương trình. Và chương trình chúng ta được premiering trực tiếp vào lúc 7 giờ sáng và 5 giờ chiều. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị những bản tin tiếp theo trong chương trình của bản tin tiếp theo.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo. Chào tạm biệt.